Chào mừng các bạn trở lại với video review sản phẩm của kênh điện tử DT. Ở video này mình sẽ review và test nhanh về bộ adapter 24V 1A. Và mình sẽ thử với bộ tải giả này xem dòng và công suất thực của bộ adapter này là bao nhiêu nha các bạn. Hiện tại sản phẩm đang được bán trên website điện tử DT.com. Từ trình duyệt các bạn truy cập điện tử DT.com, tìm kiếm với từ khóa DAT2555, sau đó xem chi tiết. Hiện tại điện tử DT cũng có rất nhiều sản phẩm liên quan đến adapter và nguồn. Mình sẽ để đường dẫn tất cả các sản phẩm ở dưới phần mô tả video, các bạn vào xem chi tiết. Và các bạn có thể vào lại danh sách video để xem lại video review về mạch tải giả này. Và bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho adapter, sau đó cắm nguồn của adapter vào cho bộ tải giả. Trên bộ tải giả đang hiển thị là 24,9V là điện áp của adapter. Ở đây các bạn cần chú ý ba hệ số là điện áp, dòng điện và công suất. Và bây giờ mình sẽ tăng dòng của tải giả lên. Ở đây mình sẽ tăng lên 1A bằng với thông số mà nhà sản xuất đưa ra. Và mình đã tăng dòng điện lên 1A. Điện áp lúc này là 24,6V, sụt áp 0,3V, không đáng kể nha các bạn. Và phía bên trên bên phải là 24,61 là hệ số công suất. Và mình sẽ tiếp tục tăng dòng và để xem dòng điện tối đa mà điện adapter này có thể cung cấp là bao nhiêu. Như vậy là khi mình tăng dòng điện lên trên 1,8A thì điện áp đã sụt xuống dưới 1V. Và mình đã duy trì dòng điện khoảng 1,7A. Thì adapter vẫn đáp ứng được và điện áp lúc này là 24,3V. Và công suất là 41,4W. Như vậy dòng điện tối đa mà adapter này có thể đáp ứng được là 1,7A so với thông số của nhà sản xuất đưa ra là 1A. Tuy nhiên chúng ta nên sử dụng tải với dòng điện dưới 1A theo khuyến cáo của nhà sản xuất để adapter được bền và tránh gây quá nhiệt. Và video review về adapter của điện tử DT đến đây là hết. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nếu hay hãy like và đăng ký để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.